Các bạn và các vị, đây là Oppo R7 Lite. Phiên bản sẽ được bán ra tại thị trường Việt Nam chúng ta vào tháng 9 tới. Chiếc smartphone này sẽ nằm ở phân khúc tầm trung và hôm nay mình sẽ cùng mở hộp cho các bạn. R7 Lite thì có hai màu là bạc và màu vàng, nhưng mà con máy mình đang có đây là phiên bản màu bạc. Rồi, đây là R7 Lite phiên bản màu bạc. Một tập sách hướng dẫn sử dụng và đây chúng ta sẽ có que chọc SIM. Đồ, tặng kèm cả bao cao su luôn, đã chưa? Chúng ta sẽ có cục sạc. Đây là tai nghe của nó, giống như chiếc Oppo Find 5 ngày xưa, cáp kết nối micro USB. Như vậy là Oppo R7 Lite sẽ được tặng thêm cho chúng ta đó là một cái bao cao su. Hết. Quay trở lại với chiếc Oppo R7 Lite thì đầu tiên cảm giác của mình đó là rất sang trọng và nhẹ nhàng, thoải mái khi cầm chiếc máy này. Sản phẩm mình đang có trong tay thì nó chỉ mỏng là 6,3mm mà thôi, rất là tuyệt vời. Và chất liệu là hợp kim nhôm magie siêu bền và nhẹ, được dùng trong công nghiệp chế tạo máy bay. Và với cái hợp kim nhôm này thì máy tạo cảm giác rất là cứng cáp và chắc chắn, không hề lỏng lẻo vì được thiết kế nguyên khối, pin sẽ đóng chết ở bên trong cho chúng ta. Chiếc Oppo R7 Lite thì bên trên vẫn có jack cắm tai nghe 3,5mm, không như R5 ngày xưa không có. Mọi người sẽ có cổng sạc micro USB ở bên dưới và nó không hỗ trợ công nghệ sạc nhanh VOOC. Ở bên cạnh phải sẽ là phím tăng giảm âm lượng và khe đựng SIM. Ở phía bên cạnh trái chúng ta sẽ có phím nguồn. Với việc thiết kế nguyên khối nhưng mà chiếc máy này vẫn hỗ trợ chúng ta là hai khe SIM. Ở đây một trong hai khe sẽ đóng vai trò luôn là khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Oppo R7 Lite chữ mặt lưng được thiết kế phẳng và rất là đơn giản, tuy nhiên cực kỳ đẹp. Mình thích nhìn nhất là mặt lưng của sản phẩm này. Mặt lưng này được trải qua 48 công đoạn đánh bóng và công nghệ full cát mịn sử dụng trên MacBook của Apple, và nó thời trang và đẹp như thế nào thì mọi người cũng đã biết rồi. Camera chính của nó là 13 megapixel kèm đèn flash LED, nhưng mà camera hơi lồi lên một chút thôi, không quá nhiều. Bên dưới sẽ có loa ngoài và nó có một cái gờ nhỏ, cái núm để chúng ta có thể làm cho loa cao lên một chút, không bị che âm thanh nếu mà đặt trên mặt phẳng. Oppo R7 Lite có lẽ là cái chiếc smartphone rất đáng để quan tâm và một trong những cái máy đẹp nhất ở trong phân khúc giá 7 triệu đồng và sẽ cạnh tranh với rất nhiều smartphone đến từ các nhà sản xuất khác. Về mặt trước thì điểm mình thấy khá thú vị là Oppo dán sẵn cho chúng ta một miếng dán cường lực dành cho chiếc Oppo R7 Lite. Mở hộp ra đã có sẵn miếng dán bảo vệ cường lực cho chúng ta rồi, không phải miếng dán thường, có vẻ như là khá là đầu tư. Bên trên sẽ là camera tự sướng lên tới 8 megapixel, vâng, cực kỳ bá. Loa thoại cũng như là chúng ta sẽ có cảm biến. Bên dưới là các phím menu, phím home và phím back của Oppo, tương tự như những sản phẩm khác. Hiện nay Oppo R7 Lite có kích thước màn hình là 5 inch độ phân giải HD 720p, sử dụng công nghệ AMOLED đem lại màu sắc đặc biệt là rất tươi và nịnh mắt. Màu đen thì nó thể hiện sâu, góc nhìn tuyệt vời, cái này khỏi phải bàn, các bạn có thể thấy trên video rất là rõ ràng. Oppo R7 Lite thì có vi xử lý là Snapdragon 615, chúng ta sẽ có 2GB và phiên bản Android cài sẵn lại là Android 5.1.1 mới nhất luôn. Tại vì mình có xem video nước ngoài thì Oppo R7 của họ là chạy 4.4.4, nhưng con này về Việt Nam ta lại bán là bản Lite và có Android 5.1 mới nhất được cài. Khá là thú vị và mình khoái cái điều này, may mà không phải Android thấp hơn nha, Oppo lần này cải tiến tốt hơn rồi. Ở đây thì đây là giao diện camera chính của nó, có rất nhiều tùy biến và lựa chọn tương tự như những mẫu sản phẩm khác của Oppo. Và hôm sau mình sẽ có những bài đánh giá chi tiết và trải nghiệm sâu hơn về cái sản phẩm Oppo R7 Lite. Các bạn cảm thấy video đừng quên like, share với bạn bè. Và theo mọi người thì tầm giá 7 triệu đồng thì tháng 9 tới Oppo R7 Lite có là một chiếc smartphone đáng lựa chọn hay không? Mời comment chia sẻ bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.